Vâng, Đồ Gỗ Bán Sáu xin kính chào tất cả quý vị và các bác nhé. Hôm nay thì em lại đến với các bác trong các video mới về chia sẻ cách phân biệt một số cái loại gỗ. Hôm nay thì chúng ta sẽ phân biệt về gỗ, đó là gỗ hương đá này, gỗ hương đỏ nó phi này và gỗ gõ. Và hiện tại thì đang ở dưới phòng phòng full PU. Thì như các bác đã biết là khi mà chúng ta PU xong một cái sản phẩm thì chúng ta cái độ phân biệt nó sẽ khó đi một chút đó, bởi vì khi PU có khi là sẽ tạo một lớp màu thì nó sẽ rất là khó phân biệt, và hơn là so với khi chúng ta lựa chọn các cái phôi gỗ mà mộc, thì chúng ta sẽ quan sát từ cái phần mộc, chúng ta sẽ dễ là quan sát và nhận biết gỗ hơn. Thì ở đây đó chính là một cái đôn ở trong cái bộ bàn ghế, và cái đôn này thì được làm trên cái chất liệu, đó là chất liệu gỗ hương đá. Thì tí tôi sẽ quay cho quý vị từ cái phần mộc. Thì cái đôn này cũng cũng vẫn là phần mộc thôi, nhưng mà đã được đánh giấy ráp. Đầu tiên thì chúng ta có thể biết được ở trên đây là cái phôi của cái gỗ là gỗ hương đá. Chúng ta sẽ thấy ạ, những cái phần tôm gỗ nhá, tôm gỗ của cái gỗ hương đá nó rất là nhỏ và nó mịn, nhỏ và mịn. Tôm gỗ đây là những cái phần dấu chấm chấm này. Nếu như quý vị mà theo dõi về các cái gỗ nhiều thì quý vị sẽ biết có nhiều gỗ là cái tôm này nó rất to, có nghĩa là cái những cái đường chấm nhỏ này rất là to. Đấy, thì cái tôm gỗ của gỗ hương đá đầu tiên chúng ta phân biệt qua tôm gỗ là những cái tôm gỗ rất là nhỏ, mà đặc biệt nhìn rất là mịn nhá quý vị nhá. Đấy, nhìn nó mịn đó, rất là mịn. Và đường vân của nó như thế nào? Đường vân thì đó là những cái đường vân sợi nhỏ và cũng khá là đều nhé, khá là đều. Đây, vân rất là nhỏ và nó đều. Và đặc biệt cái điều đầu tiên là mịn này, và gõ nó rất là đanh, gõ đanh nhá. Đấy. Và nếu mà có những cái gỗ hương đá có nhiều chỗ thì vân nó cũng hơi hơi bị to ra một chút nhá, bị to cái đường vân thôi. Và một cái điều nữa là cái gỗ hương đá này rất là cứng, vì vậy đánh giấy ráp rất là tốn, đó, cực kỳ tốn giấy ráp, và đánh nó giấy ráp nó mòn nhanh vì gỗ nó rất là cứng. Nếu mà nói về cái độ tốn giấy ráp thì chắc là gỗ hương đá này là cũng xếp vào cái loại là rất là tốn về cái giấy ráp, về chất gỗ nó cứng, thì chúng ta có thể biết là giá trị của gỗ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ di chuyển lên trên cái xưởng để quay một cái số cái sản phẩm mà gỗ hương đá mộc mà chưa lấy ráp để cho quý vị theo dõi nhé. Đây, và hiện tại thì tôi đang ở trên cái xưởng nhá, và sẽ quay cho quý vị về một số những cái mẫu làm trên chất liệu gỗ hương đá mà chưa có chưa đánh giấy ráp. Đây, đầu tiên đây là cái ống hương đây. Ống hương khi mà chưa giấy ráp thì chúng ta sẽ thấy được là cái vân gỗ của tôi đã chia sẻ nhá. Vân gỗ và cái tôm gỗ đây nó rất là nhỏ. Còn một điều nữa mà quên chưa chia sẻ cho tất cả quý vị, đó chính là về cái màu sắc. Đây, chúng ta để như này và sẽ quan sát về màu sắc nhé. Nếu mà chúng ta để ở ngoài thì màu nó sẽ rõ hơn, tuy nhiên là trong cái không gian này thì màu nó sẽ bị có thể là hơi thiếu ánh sáng một chút, nhưng mà vẫn có thể nhận biết được. Đó là một cái màu hồng nhạt nhé, màu hồng nhạt. Đấy là gỗ hương đá để mộc nó có màu hồng nhạt đấy, màu hồng nhạt đấy. Và đường vân đây, đôi khi là nó sẽ có những cái đường vân mà nó to hơn một chút như thế này, thì thường thường nó sẽ xen kẽ giữa những cái đường vân nhỏ và đường vân to như này. Đấy, thì cách nhận biết rất là dễ, đó chính là vân gỗ này, màu sắc màu hồng nhá, màu hồng nhạt. Ok dạ. Đây, đây cũng là gỗ hương đá này, và đây cũng là gỗ hương đá đây. Đấy, nhìn mộc này, nhìn phát là quý vị có thể nhận biết được luôn. Ok chưa? Vâng, và trên đây thì tôi có mang lên một cái mẫu, đó là mẫu tranh thuận buồm xuôi gió, được làm trên chất liệu đó là gỗ hương đá, và đã được sơn phủ một cái lớp PU bóng mờ. Vì ở ngoài kia rất là ồn ào cho nên là tôi mang vào đây để quay cho tất cả quý vị dễ theo dõi hơn. Đây, đây là gỗ hương hương đá và đã được sơn phủ lớp bóng PU rồi, thì quý vị có thể nhìn thấy đây là những cái đường vân đó, vân khi mà được sơn phủ PU bóng mờ.
để quý vị có thể là nhận biết. Tất nhiên là chúng ta sẽ không nhìn rõ được cái màu hồng nhạt khi mà cái phôi gỗ nó mộc ở trên cái phần đã được PU, đúng không ạ? Đấy, vì vậy quý vị có thể quan sát theo dõi như thế này để chúng ta lựa chọn các sản phẩm đồ gỗ như thế nào cho nó được hợp lý nhất. Tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bác về cái cách lựa chọn và phân biệt cái gỗ, đó là gỗ hương đỏ nhá. Gỗ hương đỏ thì trên đây có một cái cặp lục bình được làm trên chất liệu gỗ hương đỏ, và tôi cũng quay cho quý vị luôn. Đây là gỗ hương đỏ. Thì hiện tại không có cái phôi mộc để cho tất cả quý vị cùng theo dõi, thì tôi cũng chia sẻ những cái điều mà tôi đã nắm bắt được cho tất cả quý vị nhé. Thì gỗ hương đỏ ban đầu ấy thì nó sẽ có một cái màu, đó là màu đỏ giống như là cái màu tiết canh ấy. Đấy, quý vị mà biết cái màu tiết canh nó như thế nào thì là cái gỗ hương đỏ nó sẽ như thế. Và khi mà gia công hay là để ra thành phẩm được một cái tác phẩm gỗ hương đỏ ấy, thì sẽ phải dùng axit để tẩy cho nó xuống màu một chút nhá, cho nó xuống màu một chút. Thì và sau khi sơn phủ bóng PU thì nó mới lên được một cái lớp màu như thế này. Và màu của gỗ hương đỏ mà được PU và được tẩy xong rồi nó sẽ có màu như là màu cam nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ phân biệt được cái màu sắc. Còn về cái gỗ ấy, thì gỗ này thì nó cũng rất là nặng và cứng. Và cái phần tôm gỗ, đây tôm gỗ đây, tôm gỗ thì nó cũng khá là mịn nhé, khá là mịn đây. Và bề mặt gỗ cực kỳ là mịn luôn. Đó, gỗ hương đỏ và gỗ hương đá nó có những đặc tính gần giống nhau như vậy. Và còn về phần vân gỗ thì vân gỗ nó to hơn so với vân gỗ hương đá nhé. Quý vị có thể thấy cái vân gỗ nó chạy này, là những cái đường vân nhìn nó sẽ có thể là thô hơn và nó to hơn. Đấy, nó không có được nhỏ mịn như là gỗ hương đá. Đấy là phân biệt về cái vân. Về giá thành thì gỗ hương đỏ này thì sẽ rẻ hơn so với cái hương gọi là gỗ hương đá. Hương đá thì đắt hơn. Và cái độ bền thì cái gỗ hương đỏ này thì nó sẽ không bền bằng gỗ hương đá, bởi vì gỗ này nó sẽ rất dễ là có nhựa, và dùng nếu mà không có sử dụng tốt thì nó sẽ bị xuống màu hơn là so với cái gỗ hương đá. Đó. Tiếp theo thì có một dòng gỗ hương nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái gỗ, đó là gỗ hương xám hay còn gọi là gỗ hương thối. Thì gỗ hương xám thì cũng là gỗ hương nhập ạ, gỗ hương nhập thôi. Đấy, ở trên này thì có một chiếc tủ gỗ hương xám, thì cũng quay và check chi tiết cho tất cả quý vị. Tổng thể đầu tiên thì khi chúng ta mở cái gỗ này ra thì có một cái mùi đặc trưng của gỗ hương xám. Và khi chúng ta di chuyển đến gần cái gỗ hương hương vân này thì nó có một cái mùi đặc trưng, là nếu mà ngửi thì nó có màu dạng như kiểu hơi chua chua một chút nha. Đấy, và cái vân gỗ của nó như thế nào thì vân gỗ nó rất là to. Đây, vân gỗ to. Đấy, vân gỗ to và nó hơi cảm giác như hơi mờ mờ, nó không có được nét như là hương đá nhá. Vân gỗ nó hơi to. Về cái độ khan hiếm thì cái gỗ hương xám này thì rất là khan hiếm trên thị trường. Thứ nhất là do cái khai thác, có thể là người ta khai thác nhiều quá, bây giờ nó rất là hiếm. Về độ bền thì những cái chất liệu mà gỗ hương xám này ấy, thì quý vị dùng nó không bị xuống màu nhá, rất là tốt luôn, không bị xuống màu. Đấy, mà khi chúng ta gõ vào đây, đấy, vân cũng rất là đẹp, vân đẹp, màu hài hòa. Đấy, còn đây là một cái tủ này là gỗ hương đá, thì quý vị nhìn thấy luôn các bạn, đây là cái màu khi gặp PU lên, nhưng mà nó vẫn còn cái màu hồng nhạt của cái phôi gỗ ban đầu. Đó là những cái chia sẻ cho quý vị để khi quý vị đi mua hàng, quý vị sẽ biết được và phân biệt như thế nào được gỗ hương đá này, đấy, gỗ hương đỏ này, và gỗ hương vân hay còn gọi là gỗ hương xám. Đó. Và tiếp theo một cái loại gỗ nữa thì muốn chia sẻ cho quý vị, đó là gỗ gõ. Về những cái gỗ này đều là chất liệu gỗ quý nhá, và giá thành nó cũng khá là cao trên thị trường.
Và tiếp theo là đến cái phần gỗ gõ này. Gỗ gõ vàng là một cái chất gỗ được ứng dụng nhiều trong cái đồ nội thất. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về cái phần tôm gỗ đây. Đây là phần tôm gỗ của gỗ gõ, thì nó tôm gỗ to hơn, tôm gỗ to hơn so với gỗ hương, kể cả so với gỗ hương xám hay là gỗ hương đá hay gỗ hương đỏ, riêng cái phần tôm gỗ nó đã to hơn rồi. Đấy các vị nhìn này. Kể cả khi chúng ta PU chúng ta vẫn có thể phân biệt được nhé, phân biệt được cái tôm gỗ này rất là quan trọng. Nếu mà quý vị không biết đây thì người ta PU lên mà một cái màu khác thì quý vị không biết thì mua hàng sẽ rất là khó cái phân biệt. Đấy là cái đầu tiên là về cái phần tôm gỗ. Còn đường vân đây, đây là đường vân của cái gỗ gỗ gõ đấy ạ. Đường vân nó cũng không đều mấy, không đều mấy, và nó cũng đây có những đường to này, có những đường rất to đấy, và có những đường lại rất là nhỏ đấy. Thì đây là cũng điều nó rất là nhận biết, dễ là nhận biết. Còn về màu sắc ấy, từ ban đầu nếu mà để mộc thì nó có một cái màu vàng rồi thì chúng ta nhận biết dễ, nhưng mà khi PU lên thì cái màu vàng nó sẽ hơi bị giảm xuống một chút đấy. Thì quý vị có thể nhìn thấy trên đây thì chúng ta có thể phân biệt được. Và cái gỗ này đánh giấy giáp cũng rất là tốn giấy giáp vì nó cứng, và gỗ này nó thường nó mọc ở trên cái thường sinh sống trên núi đá mà. Thường thường là nó sẽ có phần đá, và khi chúng ta từ cái lúc đầu ấy chúng ta mới đi xẻ gỗ ấy thì đưa cái gỗ hương, đưa cái gỗ có đỏ này vào cái máy xẻ thì nó rất là dễ mòn về cái lưỡi cưa lưỡi cắt. Khi nào quan tâm và muốn tham khảo thì liên hệ bên Đồ Gỗ Bàn Sáu. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay, và xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các cái nội dung video tiếp theo.